Trời đất ơi, ê, cái hàng rào này ai cưa cái lỗ chó đây? Cậu phải không? Dạ, không phải con. Không phải hả? Dạ. Đừng nói là con nghe. Trời ơi, con ơi là con. Cứ nào đêm nào cũng con chó sủa mà. Mà chó nó già thấy sợ luôn á. Bây giờ nè, hứa với tôi là hai người không được gặp mặt nhau nữa. Bây giờ hứa đi. Không hứa kêu công an giờ đó. Dạ, đừng kêu công an, con xin bác. Đừng kêu công an, tội nghiệp con lắm. Hứa. Dạ, hứa. Trời ơi. Dạ, hứa. Hứa sao? Thôi là hết anh đi đường anh. Tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Đúng rồi. Còn mong gì hình bóng xa xôi, nhắc làm gì chuyện năm xưa, cho tim thêm ngần ngơ. Thôi là hết em đi đường em, từ đây sầu cao nát tim tôi. Vì sao trời đánh bất xin em, lỡ làm cùng người em thương, lỡ làm cùng người em yêu. Anh không có viết được một cái gì hết trơn luôn. Mắc anh thôi không, coi không à. À, cái thoại không thể nào mà hợp lý hơn được nữa cả. Mọi câu, mọi chữ nó đều rất là tự nhiên luôn. Rồi khi mà xuất hiện bà mẹ rất là bá đạo thì nó còn đẩy cái kịch tính cao trào lên cao hơn nữa. Và những tiếng cười là những cái mà ta sảng khoái nhất, sẽ quên hết tất cả mọi cái lỗi sai của mình. Một sự lựa chọn rất thông minh, duyên dáng, hợp lý. Và nó khám phá được cái tài năng khác của tụi em nữa. Kể cả bài hát câu đầu tiên vào nha, rất là tuyệt vời. Ghi điểm hết luôn. Anh Hưng thì nói quá hay, còn chị ghi là vào câu đầu ăn tiền. Tất cả những cảm xúc sẽ được các nghệ sĩ truyền tải qua âm nhạc. Đón xem tập 6 Tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng, chủ đề Trang Nhật ký, vào lúc 21 giờ thứ ba ngày 23 tháng 1 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, và phát lại vào lúc 12 giờ thứ tư ngày 24 tháng 1 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Khán giả tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.